27. Phẩm tuệ đáo bỉ ngạn. Bấy giờ Thiện Hiện nghe lời này rồi liền bạch Phật. Bạch Thế Tôn, có phải các đại Bồ Tát thành tựu trí tuệ giác ngộ thù thắng, tuy có thể tu tập pháp sâu xa này, nhưng không nhận lấy quả báo thù thắng ở các cõi? Phật dạy, này Thiện Hiện, đúng vậy, đúng vậy. Đúng như lời ông nói, các đại Bồ Tát thành tựu trí tuệ giác ngộ thù thắng, tuy có thể tu tập pháp sâu xa này, nhưng không nhận lấy quả báo thù thắng ở các cõi. Vì sao? Vì đại Bồ Tát này ngay trong tự tánh không bị lay động. Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát ấy ngay trong tự tánh nào không bị lay động? Phật dạy, này Thiện Hiện, đại Bồ Tát này không bị lay động nơi tự tánh của vô tánh. Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát ấy ngay trong vô tánh tự tánh nào chẳng động? Phật dạy, này Thiện Hiện, đại Bồ Tát này chẳng bị động ngay trong tự tánh của sắc uẩn cho đến thức uẩn, chẳng bị động ngay trong tự tánh của nhãn xứ cho đến ý xứ, chẳng bị động ngay trong tự tánh của sắc xứ cho đến pháp xứ, chẳng bị động ngay trong tự tánh của nhãn giới cho đến ý giới, chẳng bị động ngay trong tự tánh của sắc giới cho đến pháp giới, chẳng bị động ngay trong tự tánh của nhãn thức giới cho đến ý thức giới, chẳng bị động ngay trong tự tánh của nhãn xúc cho đến ý xúc, chẳng bị động ngay trong tự tánh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng bị động ngay trong tự tánh của địa giới cho đến thức giới, chẳng bị động ngay trong tự tánh của nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, chẳng bị động ngay trong tự tánh của vô minh cho đến lão tử, chẳng bị động ngay trong tự tánh của bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, chẳng bị động ngay trong tự tánh của pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, chẳng bị động ngay trong tự tánh của trần như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, chẳng bị động ngay trong tự tánh của thánh đế khổ tập diệt đạo, chẳng bị động ngay trong tự tánh của bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, chẳng bị động ngay trong tự tánh của bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng bị động ngay trong tự tánh của pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, chẳng bị động ngay trong tự tánh của tám giải thoát cho đến mười biến xứ, chẳng bị động ngay trong tự tánh của tịnh quán địa cho đến như lai địa, chẳng bị động ngay trong tự tánh của cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, chẳng bị động ngay trong tự tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tà Ma Địa, chẳng bị động ngay trong tự tánh của năm loại mắt, sáu phép thần thông, chẳng bị động ngay trong tự tánh của mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, chẳng bị động ngay trong tự tánh của Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, chẳng bị động ngay trong tự tánh của 32 tướng của Đại Sĩ, 80 vẻ đẹp, chẳng bị động ngay trong tự tánh của pháp không quên mất tánh luôn luôn giả, chẳng bị động ngay trong tự tánh của trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng bị động ngay trong tự tánh của quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề, chẳng bị động ngay trong tự tánh của tất cả hạnh của đại bồ tát, chẳng bị động ngay trong tự tánh của quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, chẳng bị động ngay trong tự tánh của trí nhất thiết trí, chẳng bị động ngay trong tự tánh của cảnh giới hữu vi, cảnh giới vô vi. Vì sao? Vì tự tánh các pháp như vậy, tức là vô tánh. Các đại Bồ Tát đối với vô tánh, tự tánh chẳng động và vô tánh không thể hiện chứng vô tánh. Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, hữu tánh có thể chứng được vô tánh không? Phật dạy, không chứng được. Thiện Hiện thưa, bạch Thế Tôn, vô tánh có thể chứng hữu tánh không? Phật dạy, không chứng được. Thiện Hiện thưa, bạch Thế Tôn, hữu tánh có thể chứng hữu tánh không? Phật dạy, không chứng được. Thiện Hiện thưa, bạch Thế Tôn, vô tánh có thể chứng vô tánh không? Phật dạy, không chứng được. Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu vậy thì không nên lấy hữu tánh để có thể hiện quán vô tánh. Vô tánh chẳng nên hiện quán hữu tánh, hữu tánh chẳng nên hiện quán hữu tánh, vô tánh chẳng nên hiện quán vô tánh. Như vậy thì chẳng phải Thế Tôn không đắc không hiện quán sao? Phật dạy, này Thiện Hiện, tuy ta có đắc có hiện quán nhưng xa lìa bốn phạm trù trước. Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì sao lìa bốn phạm trù mà có đắc có hiện quán? Phật dạy, này Thiện Hiện, hoặc đắc hoặc hiện quán đều chẳng có chẳng không, lìa tướng lìa danh, đoạn trừ các hí luận, vì vậy nên ta nói có đắc có hiện quán mà xa lìa bốn phạm trù. Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát lấy pháp nào để làm hí luận? Phật dạy, này Thiện Hiện, các đại Bồ Tát quán sắc uẩn cho đến thức uẩn,
thường hoặc vô thường, khổ hoặc vui, ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng, xa lìa hoặc chẳng xa lìa. Đây là sở biến tri, hoặc chẳng phải sở biến tri là hí luận, nói rộng cho đến quán trí nhất thiết trí, thường hoặc vô thường, khổ hoặc vui, ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng, xa lìa hoặc chẳng xa lìa. Đây là sở biến tri, hoặc chẳng phải sở biến tri là hí luận. Lại nữa, này thiện hiện, nếu các đại Bồ Tát suy nghĩ, thánh đế khổ nên biết rõ, thánh đế tập nên đoạn trừ, thánh đế diệt cần phải chứng đắc, thánh đế đạo nên tu tập, thì đây là hí luận. Lại nữa, này thiện hiện, nếu các đại Bồ Tát suy nghĩ, nên tu bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, thì đây là hí luận. Nên trụ pháp nội không, cho đến pháp vô tính tự tính không, nên trụ trần như cho đến cảnh giới bất tư nghì, nên trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, thì đây là hí luận. Nếu họ nghĩ, nên tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, nên tu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, nên tu pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện, nên tu tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, thì đây là hí luận. Nếu họ nghĩ, nên vượt qua quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề, thẳng đến chánh tánh ly sành của bồ tát, chánh hạnh viên mãn, 10 bậc bồ tát giáo hóa hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi phật, thì đây là hí luận. Nếu họ nghĩ, nên phát sanh tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, để đưa đến nằm lại mắt, 6 phép thần thông, 10 lực như lai cho đến 18 pháp phật bất cộng, đưa đến đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, viên mãn 32 tướng của đại sĩ, 80 vẻ đẹp, pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, đưa đến trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, thì đây là hí luận. Nếu họ nghĩ, nên hành tất cả hạnh của đại Bồ Tát, nên tu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, thì đây là hí luận. Nếu họ nghĩ, ta phải đoạn trừ vĩnh viễn tập khí và sự tương tục của phiền não, ta phải chứng đắc trí nhất thiết trí, thì đây là hí luận. Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát dùng các pháp như vậy, phân biệt nên gọi là hí luận. Lại nữa, này thiện hiện, khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, các đại Bồ Tát nên quán giác uẩn cho đến thức uẩn, thường hoặc vô thường, khổ hoặc vui, ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng, xa lìa hoặc chẳng xa lìa. Đây là sở biến tri, hoặc chẳng phải sở biến tri, đều không thể hí luận, nên không hí luận. Nói rộng cho đến, nên quán trí nhất thiết trí, thường hoặc vô thường, khổ hoặc vui, ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng, xa lìa hoặc chẳng xa lìa. Đây là sở biến tri hoặc chẳng sở biến tri, đều không thể hí luận nên không hí luận. Lại nữa, này thiện hiện, khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa này, các đại Bồ Tát nên quán thánh đế khổ hoặc biết rõ hoặc chẳng biết rõ, quán thánh đế tập nên đoạn trừ hoặc chẳng đoạn trừ, quán thánh đế diệt nên chứng đắc hoặc chẳng chứng đắc, quán thánh đế đạo nên tu tập hoặc chẳng tu tập, đều không thể hí luận nên không hí luận. Nói rộng cho đến quán trí nhất thiết trí nên chứng đắc hoặc chẳng nên chứng đắc, đều không thể hí luận nên không hí luận. Thiện hiện nên biết, khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa này, các đại Bồ Tát nên quán các pháp và tất cả hữu tình như vậy, đều không hí luận nên không hí luận. Vì sao? Vì tất cả pháp và hữu tình đều hữu tánh nên chẳng thể hí luận vô tánh, vô tánh chẳng thể hí luận hữu tánh, hữu tánh chẳng thể hí luận hữu tánh, vô tánh chẳng thể hí luận vô tánh, lìa tánh hữu vô, thì năng hí luận hay sở hí luận hay thời hí luận đều bất khả đắc. Vì vậy, này thiện hiện, sắc uẩn không hí luận, thọ tưởng hành thức uẩn không hí luận, nói rộng cho đến trí nhất thiết trí cũng không hí luận. Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát nên hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không hí luận này. Bấy giờ, thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa này, tại sao các đại Bồ Tát quán sắc uẩn cho đến thức uẩn, nói rộng cho đến trí nhất thiết trí đều không thể hí luận nên không hí luận? Phật dạy, này thiện hiện, khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa này, các đại Bồ Tát nên quán sắc uẩn cho đến thức uẩn đều không có tự tánh, nói rộng cho đến trí nhất thiết trí cũng không có tự tánh. Các pháp nào không có tự tánh thì không thể hí luận được. Vì vậy, này thiện hiện, từ sắc uẩn cho đến thức uẩn đều không thể hí luận. Vì vậy, các đại Bồ Tát không hí luận, nói rộng cho đến trí nhất thiết trí cũng không thể hí luận.
Do vậy các Đại Bồ Tát chẳng thể hí luận. Thiện hiện nên biết, nếu các Đại Bồ Tát được như vậy, mà đối với tất cả pháp hành phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa sâu xa không hí luận, thì liền nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, màu viên mãn các địa vị của Bồ Tát, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, làm lợi ích an vui cho tất cả hữu tình đến tận đời vị lai. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp đều không có tự tánh, cũng không hí luận mà có thể được, thì các Đại Bồ Tát dùng những đạo nào để được nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát? Bằng đạo thanh văn, đạo độc giác hay đạo chư Phật? Phật dạy: Này thiện hiện, các Đại Bồ Tát chẳng dùng đạo thanh văn, độc giác, Phật đạo để nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, nhưng phải học hết các đạo, sau đó mới dùng đạo Bồ Tát để nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Thiện hiện nên biết, như Bồ Tát ở địa vị thứ 8, trước phải học hết các đạo trên, rồi sau mới dùng đạo của mình nhập vào chánh tánh ly sanh của thừa mình, cho đến chưa được viên mãn đạo quả, chưa thể chứng quả rốt ráo của thừa mình. Các Đại Bồ Tát cũng lại như vậy, trước phải học đầy đủ tất cả đạo rồi, sau mới dùng đạo Bồ Tát nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, cho đến chưa phát sanh định dụ như kim cương, thì vẫn chưa chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nếu phát sanh định trên trong một sát na tương ứng với diệu tọa, thì mới có thể chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát vì muốn viên mãn trí nhất thiết trí, trước hết phải học đầy đủ tất cả đạo, sau mới dùng đạo Bồ Tát nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Nếu như vậy, có phải đệ bát hướng, dự lưu hướng, nhất lai hướng, bất hoàn hướng, A-la-hán hướng, độc giác hướng, như lai hướng, các đạo ấy đều khác nhau? Nếu các đạo đều khác nhau như vậy, thì làm sao Đại Bồ Tát vì muốn viên mãn trí nhất thiết trí, trước hết phải học đầy đủ tất cả đạo, sau đó mới dùng đạo của mình để nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát? Nghĩa là các Đại Bồ Tát khi phát sanh đệ bát đạo phải thành tựu đệ bát, khi phát sanh cụ kiến đạo phải thành tựu dự lưu, khi phát sanh đạo tiến tu phải thành tựu nhất lai bất hoàn, khi phát sanh đạo vô học phải thành tựu a la hán, khi phát sanh đạo độc giác phải thành tựu độc giác. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát thành tựu đệ bát rồi mới có thể nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, thì nhất định không có sự việc ấy. Nếu chẳng nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát mà chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, thì cũng không có sự việc ấy. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát thành tựu quả dự lưu cho đến độc giác, nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát mà chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, thì không có sự việc ấy. Hoặc là chẳng nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, cũng không có sự việc ấy. Như vậy làm sao con biết rõ các Đại Bồ Tát vì muốn viên mãn trí nhất thiết trí, đối với tất cả đạo trước học đầy đủ rồi sau mới nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát mà không trái lý? Phật dạy: Này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Nếu Đại Bồ Tát thành tựu đệ bát rồi, nói rộng cho đến thành tựu độc giác rồi mới thể nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, thì nhất định không có lý ấy. Như nếu Đại Bồ Tát chẳng nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát mà chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, thì càng không có lý ấy. Còn nếu các Đại Bồ Tát đối với tất cả đạo trước học đầy đủ rồi sau mới thể nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát thì không trái lý. Nghĩa là các Đại Bồ Tát từ lúc mới phát tâm dõng mãnh tinh tấn tu hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, dùng trí kiến thủ thắng vượt qua tám địa, đó là tịnh quán địa cho đến độc giác địa. Mặc dù nói rằng đối với tám địa như vậy đều đã tu học đầy đủ, có thể dùng thắng trí để vượt qua, đem trí đạo tướng nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Khi đã nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát rồi, lần lần dùng trí nhất thiết tướng đoạn trừ vĩnh viễn tập khí tương tục, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thiện hiện nên biết, sự học về đệ bát hoặc trí hoặc đoạn cho đến độc giác hoặc trí hoặc đoạn đều là nhẫn của Đại Bồ Tát. Như vậy, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát trước phải học đầy đủ tất cả đạo sau mới dùng đạo của mình để nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Lần lần tu hành các hạnh Bồ Tát chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, đem quả vị đó làm lợi ích cho tất cả loài hữu tình. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật:
Bạch Thế Tôn, như lời Ngài nói, các Đại Bồ Tát phải học đầy đủ tất cả tướng của Đạo, như Đạo Thanh Văn, Đạo Độc Giác, Đạo Bồ Tát, Đạo Chư Phật, biết tất cả chủng tướng của các Đạo, gọi là trí đạo tướng. Vậy các Đại Bồ Tát làm thế nào để phát sanh đạo của trí đạo tướng? Phật dạy, này Thiện Hiện, các Đại Bồ Tát nên phát sanh tất cả trí đạo tướng thanh tịnh. Sao gọi là Đại Bồ Tát nên phát sanh tất cả trí đạo tướng thanh tịnh? Nghĩa là các tướng trạng của hành có khả năng hiển lộ phát sanh trí đạo tướng thanh tịnh. Các Đại Bồ Tát đối với các tướng trạng của hành như vậy mà hiện chánh đẳng giác. Hiện đẳng giác rồi, như thật vì mọi người tuyên thuyết chỉ bày, thiết lập xây dựng, làm cho các loài hữu tình hiểu rõ đúng đắn, tùy theo khả năng của mình đạt được sự lợi ích an vui. Đại Bồ Tát này đối với tất cả âm thanh ngôn ngữ đều thông suốt một cách khéo léo, dùng âm thanh ngôn ngữ khéo léo này tuyên thuyết chánh pháp cho các loài hữu tình khắp trong tam thiên đại thiên thế giới, làm cho họ biết rằng sự nghe đó đều như tiếng vang ở trong hang núi, vì có thể hiểu rõ nhưng không chấp trước. Thiện Hiện nên biết, các Đại Bồ Tát do sự việc này nên được viên mãn trí đạo tướng chân chánh. Đã học trí đạo tướng viên mãn rồi, biết rõ tất cả tùy miên ý ưa muốn, các thứ khác nhau của hữu tình, làm lợi ích an lạc, tùy theo sở thích của họ.